Rồi vâng em chào các bác nhé, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên có địa chỉ tại cầu Giàm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương, số điện thoại liên hệ là 0978 0978336559 và 0971336559 bên em chuyên bán buôn bán lẻ các dòng iPhone các bác nhé. Hôm nay em về một thùng tai nghe các bác ạ. đấy để phục vụ cho các bác tặng à, người yêu tặng bò tặng vợ nhân ngày 20 tháng 10 ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam. Đấy thì cái nô này thì em bán nỗ luôn cho các bác này Em sẽ dạch kiểm tra cho các bác Khui thùng cho các bác nhé Nô này em xả nỗ các bác ạ Tai nghe hổ vằn này Bình thường em bán 350 nghìn Riêng nô này để phục vụ chị em Thì em bán giá mới 250 nghìn các bác nhé Em chỉ bán rứt điểm cho đến ngày 20 tháng 10 các bác nhé Ngày 21 tháng 10 thì em lại bán với giá là rất nhiều rồi các bác nhé 350.000 bao ship toàn quốc các bác này Các bác có nhu cầu thì chỉ cần ano cho em Xong gửi địa chỉ cho em nhé Còn các bác nhận được máy à, nhận được cái uh, tai nghe này Các bác kiểm tra nguyên siêu cho em nhé Nguyên ni nông như thế này là ok các bác này Nguyên siêu các bác nhé Các bác kiểm tra nguyên siêu thì các bác uh, Thanh toán của em là 250.000 Bao gồm cả cước rồi các bác nhé Không phải trả thêm bất kỳ một phụ phí gì các bác nhé bất kỳ một phụ phí gì các bác cũng không nên trả thêm chỉ có 250.000 cái nô này em à, bán xả nỗ cho các bác để cho các bác tặng vợ tặng người yêu tặng bò nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 chỉ bán cho đến đúng đến ngày 20 tháng 10 còn từ ngày 21 tháng 10 em lại bán với giá là 350.000 các bác nhé Đấy bây giờ em à, sẽ rạch một con ra các bác nhé Rạch một con này cho các bác xem nhé còn các bác nhận được cứ nguyên siêu thế này thì không cần phải kiểm tra em vẫn bảo hành cho các bác nhé, Rồi. nguyên siêu là các bác không cần phải kiểm tra em vẫn bảo hành cho các bác luôn, Rồi. một con này, mà mới cứng này các bác này, nguyên siêu ấy các bác nhé, bây giờ mà kết nối cho các bác nhé em bóc ra mà kết nối cho anh cái. Này. Đuôi cái này các bạn 250 000 Rẻ được 100 000 đồng các bác nhá. Bật Bluetooth lên vào là được. Đấy. Đây các bác này, các bác mở hộp, các bác giữ đây này. Giữ cái nắp đít chưa. Đấy, kết nối rồi các bác này. Đấy. đây các bác nhé, đây, con này là nó có xuyên âm này, các bác vào cài đặt này, đầy đủ hết này, định vị này, đây các bác vào bên nó tốt đây, các bác bấm một cái dấu chấm than này các bác nhé, bây giờ các bác thích đổi tên gì thì đổi này, như em này, hộ anh đổi thành chữ Dũng Kiên cho các bác thấy xem này, Đó, các bác tên gì thì các bác đổi đấy, đây này em đổi luôn, rồi các bác cái này nó có đổi tên này, đấy đầy đủ hết các bác nhé, bộ em phải bỏ ra thì nó không, đang, không nó... Tự gặp đấy các bác đợi một tí nó lại gặp vào, rồi xong rồi bỏ một cái ra, em phải bỏ ra thì em bên ngoài này em mới ấy được, đấy. bỏ sao bấm vào không thấy đâu, đây các bác này Đấy, đây là các bác đổi tên này mà đổi tên cái cái vừa rồi nó bị gặp rồi các bạn Đấy. các bác phải bỏ cái tai lên tai nghe mình thì các bác cứ thoải mái thôi Đấy, có đổi tên các bác nhé đây này em hướng dẫn các bác sử dụng luôn này đây này nó có khử tiếng ồn các bác này mình thích dùng cái gì dùng này xuyên âm này cái này mình vừa đeo tai nghe vừa nghe nhạc và vừa nói chuyện được người bên ngoài các bác nhé đây này em cài đặt nó cài đặt sẵn đây này, này. Đào có khử tiếng ồn bên ngoài các bác nhé Âm thanh nhé micro là nó tự động hết các bác này, Đấy. Nó rất nhiều chức năng các bác nhé Sạc không dây Rồi các bác có thể định vị được nó ở đâu Định vị thì nó ăn theo icon nào các bác nhé Đây nó có phần định vị đây Định vị máy em để đâu nhỉ Tìm iPhone đây các bác Đấy. Nó ăn theo đây này Đấy, đây này dũng kiên đây các bác này, đây đúng quốc Nội 37 đây các bác nhé, đấy là các bác tìm được thế, đấy các bác nhìn này định vị này đây nó có chỉ đường này ví dụ mình để quên ở đâu mình bấm vào chỉ đường là nó dẫn đến tận nơi cái tai nghe của mình không thể mất được các bác nhé, đấy rất đầy đủ các bác nhé khi đến nơi thì các bác bấm phát âm thanh đó, đó, đấy tai nghe đang phát âm thanh nhé, căn bản này em đeo micro rồi các bác không nghe thấy các bác nhé. Đấy nó đang phát âm thanh các bác nhé Có rừng này Đó, Rất là đầy đủ các bác nhé Nó có tìm Đấy em hướng dẫn hết cho các bác đấy Đây Dũng Kiên này Đây khi các bác Đây này em không dùng nữa Thì em ngắt kết nối với cái thiết bị này nhé Còn các bác cứ ấy Cứ để thôi lúc nào các bác Chỉ cần bật máy nên bật tay nghe nên là dùng thôi các bác nhé Em lại đóng cái này vào cho anh để Mai khách lấy thì Đấy Rồi các bác này. Đấy. Riêng con khui hộp này thì em lại bán giá là 200 000 các bác nhé Ship tận nhà riêng con này em bán nỗ luôn 200 000 các bác này. Các bác vừa thấy em khui hộp chưa dùng gì. Nhưng mà cũng gọi là mất trinh rồi các bạn. Em bán 200 000 cái này. Bác nào lấy thì lấy các bác nhé 200 000 ship tận nhà khui hộp rồi đây các bác này. Đấy, giờ chính tay em khui hộp thì các bác nhìn thấy các bác nhé Không phải là hàng cũ, hàng dùng rồi các bác nhé chỉ duy nhất một tai nghe này thôi các bác này. 200.000 đồng bao ship toàn quốc cho các bác nhé Còn tất cả những tai nguyên siêu này em uh, đang hạ giá là 250.000 cho tới ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ để cho các bác tặng đồ tặng người yêu tặng vợ tặng mẹ Nói chung là tặng cái gì là cứ chị em phụ nữ là được à, em chỉ kéo cái em um, này cho đến ngày 20 tháng 10 còn ngày 21 tháng 10 lại trở về giá cũ là 350.000 các bác nhé tai nghe iPod không dây thương hiệu hổ vằn nha các bác nhé Rồi. rất nhiều các bác đấy, một thùng các bác nhé thao nấy các bác cứ nên đơn thoải mái Rồi. hai ba chiếc cũng được cứ thoải mái nên đơn các bác chỉ cần alo cho em qua hai số điện thoại này Rồi. hoặc kết nối qua zalo các bác nhé gửi địa chỉ cho em là ok không cần cọc cạch gì cái loại này bởi vì giá thành nó rẻ các bác không cần cọc Rồi. không cần cọc em gửi tận nhà cho các bác này các bác nhận được cứ kiểm tra nguyên siêu thế này Là ok Thanh toán cho em 250.000 các bác nhé Còn đâu là bảo hành Em vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng các bác nhé Tất cả mới nguyên siêu hết Duy mỗi cây này vừa em bóc Em kiểm tra cho các bác xem Thì em bán giá 200 lại nổ tiếp các bạn Rồi. Riêng những cái ngày chị em phụ nữ này Thì không tính đến tiền các bạn Đồng tiền làm dạng quý nhưng không quý được bằng những cái người phụ nữ bên ta. Rồi các bác nhá. Em à, xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.